chiến dịch đẫm máu để thống trị châu Âu của quân Mông Cổ. Đế chế Mông Cổ xâm lược châu Âu trong thế kỷ 13, ảnh hưởng tới khu vực Trung Âu, Vương quốc Hungary, làm tan rã Ba Lan và rất nhiều quốc gia khác. Các sử gia cho rằng đây là một trong những chiến dịch quân sự đẫm máu nhất lịch sử. Chỉ huy các trận đấu lớn có tướng Tài Tốc Bất Đài và hai cháu của Thành Cát Tư Hãn là Bạt Đô và Hợp Đan. Thời điểm này, Thành Cát Tư Hãn đã qua đời được 10 năm khi đang kéo quân đánh chiếm nhà Tây Hạ ở núi Lưu Bàn, thuộc địa phận Trung Quốc ngày nay. Đầu tiên, quốc vương Oa Khát Đài ra lệnh cho Bạt Đô xâm lược vùng đất Rus rộng lớn vào năm 1235. Rus là khu vực thuộc lãnh thổ Nga, cộng thêm một phần Ukraine. Cánh quân chính do Bạt Đô cùng Mông Kha, Quý Do có mặt ở Ryazan vào tháng 12 năm 1237. Quân Ryazan từ chối đầu hàng nên lính Mông Cổ đã tàn sát, càn quét và tiếp đó chinh phục thành phố Sudalia. Hoàng thái tử Yuri của vùng Rus bị giết ở sông Sít năm 1238. Các thành phố lớn như Vladimir, Tozok, Kozhev đều bị thất thủ. Tiếp đó, quân Mông Cổ tấn công và tiêu diệt người Kipchak sinh sống du mục ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ và đánh chiếm bán đảo Crimea. Bạt Đô có mặt ở Ukraine năm 1239, diệt nốt thành phố Pereyaslav và Chernihiv. Hầu hết các thái tử ở Rus đều xin hàng khi sự phản kháng của quân Mông Cổ không mang lại hiệu quả. Cần biết rằng, thời điểm này quân Mông Cổ đã có thuốc súng, một phát minh từ Trung Quốc được sử dụng trong các trận đánh. Năm 1240, Mông Cổ tấn công Kiev và chinh phục Galic. Bạt Đô cử một đạo quân tới vùng cực Bắc trước khi dồn quân sang Trung Âu. Cánh quân lên vùng cực cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ do thám và tiêu diệt một ít quân Ba Lan rồi quay về. Cuộc tấn công châu Âu được lên kế hoạch tính toán và thực hiện bởi Tốc Bất Đài. Sau khi đánh bại Rus, Tốc Bất Đài cho do thám tới Ba Lan, Hungary, thậm chí là những vùng xa xôi như phía đông nước Áo để chuẩn bị tấn công vào trái tim châu Âu. Sau khi có được thông tin đầy đủ, chi tiết về châu Âu với những thành trì quan trọng, thành phố trọng yếu và phân bố dân cư, Tốc Bất Đài sai Bạt Đô cùng hai tướng lĩnh khác xuất quân chinh phạt. Bạt Đô, con trai của Chuột Xích, là tổng chỉ huy, nhưng người lên kế hoạch và định hướng vẫn là Tốc Bất Đài. Ông còn có mặt trong hai chiến dịch đánh vào phía Bắc và phía Nam của Rus. Tốc Bất Đài cũng đích thân chỉ huy cánh quân tấn công Hungary. Trong khi cánh quân phía Bắc do Hợp Đan chỉ huy thắng trận Lenica lịch sử, thì cánh quân phía Bắc của Quý Do cũng đánh trận Transylvania. Lúc đó, Tốc Bất Đài chỉ việc ngồi đợi họ quay về trên đồng bằng Hungary. Hai cánh quân hợp nhất sau đó rút lui ra sông Sajo và bị quân của vua Hungary là Bela IV chống trả quyết liệt trong trận Mohi. Một lần nữa, Tốc Bất Đài lại phải ra tay và giành chiến thắng vang dội cho quân Mông Cổ. Tiếp đó, quân Mông Cổ xâm lược Trung Âu bằng ba cánh quân. Một đạo quân Mông Cổ đánh tan liên minh của Vua Henry II, công tước xứ Silesia và Ba Lan trong trận Lenica. Đạo quân thứ hai vượt núi Carpathian và đạo quân còn lại vượt sông Danube. Ba cánh quân này hợp lại và nghiền nát Hungary vào năm 1241 trong trận Mohi. Quân Mông Cổ khi đó đã giết phân nửa dân số Hungary và vó ngựa đế chế này chỉ chịu dừng lại khi quốc vương Oa Khát Đài qua đời đột ngột vào năm 1241. Lúc đó các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Mông Cổ buộc phải về nước chịu tang và bầu chọn chủ soái mới. Bạt Đô, sau khi bình định được Kiev, dẫn quân tới đánh chiếm Ba Lan, phá hủy thành trì Lublin. Nhìn chung quân Ba Lan do vua Wenceslas chỉ huy không kháng cự nhiều trước sự tấn công như vũ bão của quân Mông Cổ. Quân Hungary lần đầu biết tới mối đe dọa của đế chế Mông Cổ là năm 1229 khi vua Andrew II cho một số tàn quân người Nga cư trú ở vương quốc của ông. Trước đó quân Nga bị quân Mông Cổ đánh tê tua phải bỏ chạy. Dù mối hiểm họa của quân Mông Cổ là có thực, nhưng Hungary không chuẩn bị bất kỳ điều gì để đối phó. Với một quốc gia sống hàng trăm năm yên bình không bị xâm lược, thảm cảnh bị quân thù tấn công là điều huyền hão. Hungary cũng không phải là quốc gia toàn lính tráng, chỉ những gia đình quý tộc giàu có mới được huấn luyện kỵ binh hạng nặng. Ngược lại, quân Mông Cổ sử dụng chiến thuật kỵ binh nhẹ. Khi biết tin quân Mông Cổ đã vào biên giới, quân Hungary đồn trú ở sông Henat ngày 4 tháng 10 năm 1241. Dù vậy, suốt đêm đó quân Mông Cổ không có động tĩnh gì. Chỉ tới đêm ngày hôm sau, cuộc tấn công mới diễn ra. Quân Hungary không thể chống trả.
trước những kỵ binh nhẹ từng tốp nhỏ, luyện tập trên thao trường mỗi ngày và kinh nghiệm dày dặn. Khi nhà vua trốn chạy với sự hộ tống của lính, toàn quân Hungary còn lại bị quân Mông Cổ giết không thương tiếc hoặc bị chết đuối khi tìm cách vượt sông. Tiếp đó, quân Mông Cổ chiếm toàn bộ đồng bằng Hungary rộng lớn, dãy núi Carpathian phía Bắc và Transylvania. Khi dân bản địa chống trả, cuộc thảm sát lại diễn ra. Nếu họ không kháng cự, lính Mông Cổ sẽ thu nạp họ vào đội hình. Hàng vạn người né tránh sự tấn công của dao, kiếm, cung tên từ phía lính Mông Cổ bằng cách trốn sau những bức tường thành hoặc trốn trong rừng sâu. Họ không thể phản kháng trước thế lực Mông Cổ quá mạnh lúc bấy giờ. Trong suốt mùa hè và mùa xuân năm đó, quân Mông Cổ tiêu diệt nốt những người dân địa phương còn sót lại và bình định toàn bộ vùng lãnh thổ chiếm đóng. Mùa hè và mùa thu năm 1241, phần lớn quân Mông Cổ nghỉ ngơi ở đồng bằng Hungary. Tháng 3 năm 1242, quân lính bắt đầu rút lui. Lý do được nhắc tới nhiều nhất là quốc vương Oa Khắt Đài băng hà. Việc rút lui về nước được thực hiện để giúp các tướng lĩnh chọn ra chủ soái mới. Tuy nhiên, lý do thực sự quân Mông Cổ rút lui là gì vẫn còn là bí ẩn, trong đó có nhiều giả thuyết vẫn tồn tại tới ngày nay. 18 năm sau, tức là năm 1259, quân Mông Cổ với 20.000 quân từ Kim Trướng Hãn Quốc, một trong bốn đế quốc lớn thuộc Mông Cổ, quay trở lại Ba Lan. Kim Trướng nằm ở khu vực phía Tây đế chế Mông Cổ bị đồng hóa thành người Túc, tương ứng khu vực Moldova, Ukraine ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của các tướng Biednica, Bunrudai, Na Hải và Talabuga, các thành phố ở Ba Lan như Lubin, Seredat, Sandomir, Sawichos, Krakow và Bitom đều bị tấn công cướp bóc. Năm 1287, tướng Talabuga và Na Hải dẫn theo 30.000 quân xâm lược vùng hạ Ba Lan. Hai cánh quân này gặp nhau ở phía bắc Krakow. Khi tấn công vào thành trì, quân của Talabuga và Nogai bị chống trả quyết liệt và thương vong vô số dù giành được chiến thắng. Sau trận này, Talabuga buộc phải trở về cố quốc với chút ít chiến lợi phẩm thu được. Còn Na Hải kéo quân xâm lược Hungary lần 2 vào năm 1285 cùng với tướng Talabuga. Cánh quân của Na Hải tàn phá Transylvania và chiếm được một số khu vực trọng yếu như Rechin, Brasov và Brigita. Tuy nhiên, quân của Talabuga bị chặn đứng khi tiến vào phía bắc Hungary do mưa tuyết dày đặc ở dãy núi Carpathian và bị quân hoàng gia của vua Ladislaus IV phục kích tấn công. Quân đội của Na Hải cũng không khá hơn khi bị quân dân địa phương gồm người Sason và Vilak tấn công trên đường tháo chạy chịu truy sát của lính hoàng gia. Lần xâm lược thứ hai này, quân Mông Cổ hầu như không thu được gì và bị đánh thua tan tác. Các sử gia cho rằng, sau lần thua đầu tiên vào năm 1241, vua Bela IV đã cho cải cách mạnh mẽ chiến lược quân sự, xây dựng thêm thành quách bằng đá, khiến quân Mông Cổ gặp rất nhiều khó khăn khi tấn công. Quân Mông Cổ bị chặn đứng ở Hungary khiến ước vọng chiếm trọn châu Âu của đế chế này bị đổ vỡ. Một lý do căn bản khác khiến Mông Cổ đột ngột rút quân khỏi châu Âu được cho là tình hình thời tiết bất lợi ở Hungary. Vào thời điểm hốt tất liệt băng hà năm 1294, đế quốc Mông Cổ đã bị chia nhỏ thành 4 hãn quốc riêng biệt, mỗi nơi theo đuổi một lợi ích và mục tiêu riêng. Kim Trướng Hãn Quốc ở Tây Bắc, Sát Hợp Đài Hãn Quốc ở phía Tây, Y Nhi Hãn Quốc ở phía Tây Nam và Triều Nguyên Định Đô ở Bắc Kinh ngày nay. Năm 1304, ba Hãn Quốc phía Tây trong một thời gian ngắn đã chấp nhận quyền bá chủ của Triều Nguyên. Nhưng đến khi triều đại này bị Triều Minh của người Hán lật đổ vào năm 1368, đế quốc Mông Cổ chính thức tan rã. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi liên tiếp của người Mông Cổ? Đó chính là chiến thuật quân sự tài tình của quân đội Thành Cát Tư Hãn đã giúp đế chế này chinh phục hầu hết châu Á, Trung Đông và một phần Đông Âu. Nền tảng ban đầu của chiến lược này là cách thức điều quân kiểu du mục. Các cấu phần còn lại được chính Thành Cát Tư Hãn và tướng lĩnh của mình sáng tạo ra. Trong phần lớn thời gian của thế kỷ 13, quân Mông Cổ chỉ thua một vài trận đánh và giành chiến thắng hầu hết các trận quan trọng. Nhiều khi quân đội Mông Cổ thắng kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần. Chiến thắng đầu tiên của quân Mông Cổ là năm 1223 trước người phương Tây. Mông Cổ thua lần đầu tiên trong trận Samaraben. Ngoài ra, quân Nguyên Mông xâm lược Việt Nam và Nhật Bản cũng bị thất bại thảm hại. Dù vậy, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của đạo quân này vẫn ít bị lay chuyển 100 năm sau đó. Nền tảng quan trọng nhất của quân đội Mông Cổ là kỷ luật dựa trên cấu trúc xã hội và sự tuân lệnh tuyệt đối. Theo nhà thám hiểm Giovanni
The Pian. Những người Mông Cổ là chủng người biết nghe lệnh nhất thế giới. Người Mông Cổ không bao giờ dám nói dối và tôn trọng tuyệt đối tướng lĩnh của mình. Thông lệ chọn lính dựa trên huyết thống với vua hoặc do binh sĩ khác tiến cử. Giữa các đơn vị quân đội không được phép tuyên truyền binh sĩ. Chỉ huy của mỗi cấp độ có quyền lực tuyệt đối trong việc ra quyết sách mà họ cho là phù hợp nhất. Cấu trúc ra lệnh này chứng minh tính hiệu quả và linh hoạt, nhất là khi quân Mông Cổ có thể tách ra thành từng tốp nhỏ để phục kích kẻ địch. Mỗi người lính có trách nhiệm với vũ khí của mình, gia đình và vật nuôi của binh sĩ sẽ thường tháp tùng họ trong mỗi cuộc viễn chinh. Tầng lớp tinh hoa lãnh đạo trong quân đội Mông Cổ được gọi tên là Khe Sinh. Chức năng của họ là lực lượng bảo vệ cho hoàng đế cũng như huấn luyện các binh sĩ trẻ tuổi. Mỗi người lính Mông Cổ phải nuôi từ 3 đến 4 con ngựa. Thay đổi ngựa giúp họ có khả năng di chuyển với tốc độ cao mà không làm đuối sức vật nuôi. Quân Mông Cổ có thể sống trong điều kiện hết sức khắc nghiệt hoặc chỉ cần uống sữa ngựa cầm hơi. Điều này giúp quân Mông Cổ rất linh động và không phụ thuộc vào thức ăn trồng trọt. Trong lần xâm lược Hungary năm 1241, quân Mông Cổ đi 160 km trên ngày. Sự linh hoạt cũng giúp một người lính thu thập tin tức, ra soát địa hình dễ dàng hơn đối phương. Trong cuộc xâm lăng vào Kievan Rus, quân Mông Cổ coi sông băng là đường cao tốc. Mùa đông là thời điểm tấn công ưa thích của quân Mông Cổ vì đối phương khi đó sẽ ít hoạt động. Hoạt động đơn lẻ giúp quân Mông Cổ ít bị tấn công bằng cung tên so với việc tập hợp thành một quần thể. Nếu nhận thấy quân địch suy yếu, người chỉ huy sẽ đánh trống, phất cờ, yêu cầu binh sĩ cầm khiên vào vị trí. Lúc này cuộc tấn công tổng lực sẽ tiêu diệt những tàn quân cuối cùng. Khi đánh vào châu Âu, nơi chú trọng đội hình đội ngũ của lực lượng kỵ binh, quân Thành Cát Tư Hãn tránh giao đấu trực diện mà sử dụng cung tên tiêu diệt kẻ địch từ xa. Nếu áo giáp của quân châu Âu quá dày, họ sẽ tấn công vào ngựa chiến. Hàng ngày, bài tập bắt buộc với lính Thành Cát Tư Hãn là điều khiển ngựa, bắn cung, đội hình tác chiến. Bài tập này đi kèm kỷ luật được đặt ở mức cao nhất. Dù vậy, quân Mông Cổ không quá cứng nhắc trong việc áp đặt binh sĩ, miễn là chiến thuật đề ra được tuân thủ. Quân Mông Cổ phải tuân thủ vô điều kiện cấp trên và đặc biệt là hoàng đế. Nếu một người lính bỏ trốn khi giao chiến, 9 người còn lại trong đội hình sẽ bị xử tử. 60% lính Mông Cổ là kỵ binh bắn cung, số còn lại là mặc giáp hạng nặng và cung thủ. Kỵ binh nhẹ của Mông Cổ thực sự là nhẹ nhàng so với tiêu chuẩn thời điểm đó. Điều này giúp lính cưỡi ngựa của Mông Cổ có thể thực thi chiến thuật dễ dàng so với những kỵ sĩ giáp áo nặng nề của quân châu Âu. Những người lính còn lại trong quân đội Thành Cát Tư Hãn trang bị nặng hơn với khiên để cận chiến sau khi cung thủ làm rối loạn đội hình địch. Lính Mông Cổ thường mang mã tấu và rìu. Quân Mông Cổ bảo vệ ngựa giống cách họ tự bảo vệ mình, đó là che phủ bằng lớp kim loại. Giáp ngựa chia làm 5 phần và bảo vệ những phần trọng yếu như trán và thân mình. Ngựa chiến Mông Cổ nhỏ nhưng gan lì và hoạt động đường xa tốt. Chúng chịu được thời tiết khắc nghiệt ngay cả trong mùa đông giá rét ở Nga. Ngựa Mông Cổ không cần ăn uống mỗi ngày và có thể tự tìm cỏ để sinh tồn. Trước đây, từng có cuộc đua ngựa 30 km giữa ngựa Mông Cổ và ngựa Ả Rập. Tuy nhiên, ngựa Mông Cổ chạy đường xa tốt hơn hẳn. Khả năng tác chiến dài hơi giúp Thành Cát Tư Hãn có được lợi thế lớn trước quân địch trong thế trận dài ngày. Điểm yếu duy nhất của ngựa Mông Cổ là chậm chạp. Chúng thua trong những cuộc đua nước rút với ngựa phương Tây. Dù vậy, quân châu Âu thường trang bị nặng nề nên vẫn bị ngựa Mông Cổ bỏ xa. Lính Thành Cát Tư Hãn thường tới địa điểm tấn công nhanh hơn dự tính của quân địch từ 7 tới 10 ngày. Quân đội Thành Cát Tư Hãn thường có xe ngựa đi kèm, mang theo lương thực và vũ khí như cung tên, rìu chiến. Trở ngại duy nhất với quân Mông Cổ là không tìm được thức ăn, nước uống cho ngựa nuôi. Điều này khiến quân Mông Cổ từng gặp khó khăn trong trận đánh với người Mamluk ở Syria do khí hậu quá khô cằn. Khi đánh nhau trong trận Mohi, vùng đồng bằng rộng lớn của Hungary không đủ thức ăn khiến gia súc ngựa bị chết đói. Bên cạnh đó, quân Mông Cổ có một hệ thống trạm ngựa giao liên tương tự hệ thống ở Ba Tư Cổ. Hệ thống bưu chính này của quân Mông Cổ được xem là ở quy mô lớn đầu tiên kể từ thời La Mã. Ngoài ra, quân Mông Cổ sử dụng cờ hiệu, tuva, cung tên, chỉ dấu trong các trận đánh. Một trong những chiến thuật được Thành Cát Tư Hãn và những hoàng đế Mông Cổ sau này sử dụng là đạo quân Kharaj. Khi chiếm được một vùng nào đó, quân Mông Cổ sẽ bắt giữ dân địa phương và ép họ đứng ở tiền tuyến. Những lá chắn sống này sẽ hứng chọn tên của kẻ địch và giúp lính Mông Cổ an toàn. Đạo quân Kharaj cũng được dùng để phá tường rào của đối phương. Nghệ thuật chiến trận của quân đội Thành Cát Tư Hãn nói riêng là sự kết hợp của kỷ luật, rèn luyện và giao liên. Lính Mông Cổ được tập luyện cho mọi khả năng đánh trận nên họ xử lý rất thuần thục trên thực địa. Không giống các nước khác, quân Mông Cổ bảo vệ chỉ huy rất tốt. Kỷ luật và các bài tập cho phép quân Mông Cổ đánh trận không cần chỉ huy liên tục. Nếu có thể, chỉ huy quân Mông Cổ sẽ tìm địa điểm có vị trí cao nhất rồi đưa ra quyết định chiến lược trong trận chiến.
Ngoài ra, vị trí cao giúp họ quan sát hiệu lệnh tốt hơn so với ở trên mặt đất. Cuối cùng, vị trí này an toàn hơn khi giao chiến. Quân phương Tây chú trọng vào phẩm chất cá nhân, yêu cầu người chỉ huy phải dũng cảm, kiên gan. Ngược lại, quân Mông Cổ coi chỉ huy là tài sản vô giá. Một tướng Mông Cổ như Tốc Bất Đài không thể cưỡi ngựa do tuổi cao và quá béo, nhưng người này vẫn được quân sĩ tôn trọng tuyệt đối. Tốc Bất Đài là cánh tay phải của Thành Cát Tư Hãn.